lạc bước đời em về lối nào, chân bước ngang nghiêng dưới đèn muôn màu. Ái tình mùa bán em trao, em mơ giấc mộng lâu cao, em nào nghĩ đến mai sau. Rồi tháng rồi năm hoa nhụy úa tàn, duyên kiếp đời em thôi đã lỡ làng. Tiếng đời muôn kiếp em mang bao năm ước vọng giàu sang, nay như khói mây qua. Vâng, xin được mến chào các bác đã quay trở lại với kênh thanh của bên Mai Cồ Audio. Theo yêu cầu của rất là nhiều bác muốn em lên một cái combo vừa phải hơn 6 triệu một chút, thì hôm nay bên em tiếp tục để phục vụ các bác một cái combo để về các bác đánh với những đôi loa 30 hoặc những dòng 25 20 các bác nhé. Một combo phải nói là rất là chất lượng về hình thức cũng như là về âm thanh các bác nhé. Đó, các bác nhìn thấy rất là sang, một combo rất là sang trọng các bác nha, cùng tông màu đen hết các bạn. Thì đầu tiên em đang sử dụng dòng đẩy DenNet hàng bãi xịn các bác nhé, MDA5, model MDA5. Thì với dòng đẩy DenNet này thì cho ra chất âm hay xuất sắc là ở một cái điểm đó là có cái vỉ lọc hỗ trợ nâng lời cũng như là tiếng rất là hay. Đó, cho ra chất âm rất là sạch nhé với dòng đẩy DenNet này. Hai kênh các bác nhé, hai kênh AB, hai kênh. Một chiếc nâng tiếng Idol 100 các bác nhé. Dòng nâng tiếng thì sẽ hỗ trợ bass set của nhạc cũng như là của mic để các bác hát nó nhẹ hơn, bay tiếng hơn. Một chiếc vang cũng hàng bái thương hiệu của Mỹ luôn các bác nhé, ETC IC 1.0. Thì với các bác sử dụng những cái dòng TV đời mới bây giờ đấy ạ, thì chiếc vang này sẽ có cổng quang các bác nhé, có cổng quang. Bản này là bản cao cấp thì có cổng quang các bác nhé. Đó, hàng phải nói là rất là đẹp. Đó, hình thức rất là đẹp cũng như là rất là chất lượng. Rồi tháng rồi năm hoa nhụy úa tàn, duyên kiếp đời em thôi đã lỡ làng. Tiếng đời muôn kiếp em mang bao năm ước vọng giàu sang, nay như khói mây qua. Vâng, bây giờ thì em sẽ thử thính mic để các bác cùng cảm nhận nhé. Với chiếc vang này thì echo hỗ trợ gì vượt thì cực kỳ là tốt các bác nhé. Hát rất là nhẹ nhé các bác nhé. Lên một hai. Đó, các bác nghe cái echo đến rất là mượt. Có rất là nhiều các video ghép về chiếc vang là IC 1.0 này rồi. 6 7 8 9 10 6 7 8 9. Đó, tiếng liền rất là hay các bác nhé. Thì khi các bác mua combo thì bên em sẽ tăng kèm đầy đủ các dây rắc các bác nhé. Đó, dây rắc về các bác chỉ việc đấu nối và sử dụng thôi. Những dòng hàng máy như vậy thì bên em sẽ bảo hành, những cái hàng đẹp như vậy thì bên em sẽ bảo hành 6 tháng các bác nhé. Hàng đẹp nó tầm 90%. Đó, nó sẽ bảo hành cho bác 6 tháng. Lỗi trong vòng 3 tháng đầu em sẽ hỗ trợ đổi một các bác nhé. Em sẽ thử một chút nhạc mạnh để các bác cảm nhận được chất âm cực kỳ hợp phê của nó. Lạc vào say mê tất tay nhịp tim tất ngồi ngồi dập dìu cơn sóng ngay ngõ trong anh nhà đất qua tự là anh nắng chiều xuống khoe sắc đường tình em nhẹ nhàng cơn gió đôi vai mà chim bao em lạc vào say mê tất tay nhịp tim tất ngồi ngồi dập dìu cơn sóng ngay ngõ trong anh nhà đất qua tự là anh nắng chiều xuống khoe sắc đường tình em. với combo này. Hiện tại thì em đang đánh với đôi loại AIM các bác nhé, đôi loại AIM này các bác này. Đó, các bác quan tâm đến cả bộ thì có thể liên hệ trực tiếp. Ok, em cũng vừa giới thiệu với các bác một cái combo hơn 6 triệu một chút. Các bác nào mà có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp với bên em qua số điện thoại 0977 434 361. Vâng, xin được mến chào toàn thể các bác.